Nam Mô A Di Đà Phật, ơi đủ duyên lành em đến nơi đây em trao tặng món quà tình thương của chị Phương dành chiến ở bên nước Úc gửi tặng cho bà cái món quà này trong cái mùa Du Lan về. Cảm tạ món quà tình thương của chị Phương dành chiến ở bên nước Úc rất là nhiều. Cầu chúc cho gia đình của chị Phương và anh Chiếp tăng phước tăng thọ bồ đề tâm tăng trưởng sở nguyện tỳ tâm sở cầu như ý đời đời sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Trong lúc người mẹ già héo hon trong cuộc sống phải nuôi con bệnh hoạn mà được món quà của anh chị cho tặng 300.000 giúp cho bà có tiền để lo cho con những ngày tháng mà bệnh nằm một chỗ này. Xin cảm tạ món quà tình thương của anh chị rất nhiều bà ơi, và có gửi lời gì đến chị Phương và anh Chiến bên nước Úc bà nói đi bà. Lời thăm chị Phương, cô Phương là dưới đây chú tiết được mạnh tay cỡ chân, được mừng ăn bánh đạt, anh có tiền lát nữa thì anh cho tặng cho giúp đỡ cho những người tàn tật vô Phật. Dạ, nếu mà đủ duyên lành thì con quay trở lại với bà nữa nha, rồi bà chào với con đi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin chào ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật bà ơi, mùa Du Lan lại về thì có cái tình thương của chị Phương Anh Chiết ở bên nước Úc á, dành tình cảm, tình thương cho bà, cái món quà yêu thương gửi về cho quê nhà. Con đến nơi đây con trao tặng món quà tình thương của chị Phương với anh Chiết cho bà cái số tiền 300.000 để chia sẻ trong lúc bà tuổi già, nuôi con bị đau bệnh nằm một chỗ. Nay món quà tình thương của chị Phương Anh Chiết ở bên nước Úc gửi tặng bà 300.000. Bà có gửi lời gì không? Bà chia sẻ, bà nói đi bà. Cảm ơn cô Phương với cậu chú Chiết có giúp đỡ cho những người tàn tật bệnh hoạn. Điều gì hơn giờ tôi cũng cầu chúc cho cô Phương chú Chiết được mạnh tay khỏe chân, được mừng mặn ăn, được thoát đạt, là mai mốt có tiền giúp đỡ cho những người tàn tật. Và bà tên gì, bà như tuổi, bà nói đi bà. Tôi tên Võ Thị Vô, nay 77 tuổi. Dạ. 76 tuổi. Rồi con bà tên gì, như tuổi bà? Con Nguyễn Văn Tam, nói nay 55 tuổi. Dạ. Rồi con bà bị sao, bà kể đi bà. Nó bị tai nạn, dở sọ, giờ nằm hồi liệt không biết gì hết, nằm vậy đó chứ bây giờ đi không được, nằm một chỗ đi không được, giờ nằm không biết gì hết. Nằm chỗ thì có nói chuyện gì không bà? Nói mà ít lắm, khi muốn nói muốn không. Có hồi hỏi không nói mà hồi hỏi nói. Hồi lúc đó thì bị tai nạn là đi đụng xe hay là tự té hay là sao bà? Tự té. Rồi đi đâu bị té hả bà? Thì cũng trao đi đồng này đồng kia vậy đó chứ không có ai đụng, cho nên lo gần chết, đâu có ai mà bầu thường. Rồi đi rồi té gì, rồi giờ tờ chân cẳng đồ gì, rồi tắm rửa làm sao bà tự tắm rửa cho hay là sao? Tắm rửa, tôi tắm rửa không chứ có giò có tay làm sao tắm rửa? Vậy thay đồ, cất đổ đái đồ này kia hết. Dạ, thay đồ được gì bà tự thay luôn. Tự thay luôn hết. Dạ. Rồi thay đồ cho con bà, rồi ăn uống sao bà, đút hay là tự múc ăn? Nó ngầu dậy được. Vậy đỡ lên hả? Múc ăn, đỡ nó ngầu dậy cái nó múc ăn. Cái đút thì khỏi đút. Rồi bà nói nửa sọ não đó, rồi não thì sao bà? Bị mắc bên hay là gần sao? Bị mắc hết nguyên cái sọ não á. Con mé đó. Mé bên đâu bà? Kia đây này. Nè, đưa cho dồn nè. Nè, đeo qua cho người ta coi. Cậu ơi, có đau lắm không cậu? Dạ. Không có nói chuyện nên lời đâu, chị Phương và anh Chiết ơi, nằm một chỗ để mỗi ngày người mẹ già héo hon trong cuộc sống này để thần tạo, để làm được cho con của mình đó, chia để cố sống cho con của mình nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bà có bệnh đau gì không? Bà nói đi bà. Bà bệnh cũng bệnh lắm, đau lưng, rồi đau bao tử, rồi đủ thứ bệnh, già như là 76-77 tuổi rồi bệnh quá. Bệnh quá hả bà? Bệnh đau quá hả? Dạ. Rồi mỗi buổi tối bà ngủ ở đâu? Ngủ đây. Dạ. Bà chải đồ xuống dưới đất bà ngủ hả? Dạ. Bà ngủ ở dưới đây rồi có lạnh lắm không? Lắm lử. Lạnh đó. Dạ. Gì vậy ba mày? Dạ. Rồi nằm ở dưới đây hả? Nghe không nghe? Rất là thương cho hoàn cảnh của bà đó, bán mấy chai nước ngọt, bán mấy gói mì gói
rồi bán bột ngọt, bán gì nè, một chút ít nè, chéo trong nhà để kiếm tiền nuôi con bị bệnh qua ngày qua tháng đó, đoạn trường căng ngăn rồi gì đó quý vị đó, nồi cơm nấu cơm rồi gì mỗi ngày hai mẹ à, con ăn trong ngôi nhà nho nhỏ, rồi chảy mỗi buổi tối đó, chảy cái miếng cao su rồi gì đó, rồi nằm tại đây nè, rồi nằm ở đây luôn nè, con nằm ở đây luôn, con thì nằm ở đây đau nhức mỏi rồi gì héo ho chục chục sống mẹ già, bán nước mắm rồi gì đó vài chai đồng bạc lẻ quý vị ơi, thương cho người mẹ già héo hon trong cuộc sống, nó bán sò bông gội đầu được gì đặng nuôi con của mình nằm một chỗ khi mà mùa du lan lại về đó. Tối bà con bà chị đó, bà có chạnh lòng, bà có gì không, bà chia sẻ đi nỗi lòng của bà đó, nỗi lòng bà sao bà chia sẻ đi bà. Thì giờ con mình vậy, giờ mình cũng rầu, giờ có rầu cỡ nào cũng phải ráng nuôi con chứ, nước mắt chảy xuống giờ đâu bỏ con được, chừng nào chết thôi chứ giờ sống phải ráng nuôi con. Rồi tối bà có bị đau nhức mỏi gì không, bà tâm sự đi. Tâm nhức hay vô. Dạ, nhức lắm hả bà. Yeah. Nếu có một điều ước mơ trong cuộc sống này, bà có ước gì không? Bà ước gì không bà? Ước thì giờ ước được mặn, được có tiền ngày nặng nuôi con. Yeah. Chứ giờ mà hả tôi tháp xuống đầu là con không ai nuôi. Yeah. Giờ cũng giá trời cho tôi được mạnh giỏi, đừng mà có tiền nặng nuôi con. Yeah. Chứ để bỏ con. Rồi có đau nhức gì không bà, con của bà? Có... là có uống thuốc không, hàng đêm gì có uống thuốc không bà? Có. Dạ, thuốc gì bà? Hả, nó nhức thì uống thuốc nhức. Yeah. Nhức đầu, bỡ nhức đầu đi bệnh viện. Dạ. Nhức đầu. Có co giật gì không bà? Còn cái tay thì nó muốn giật nó hổm á. Dạ. Nè. Yeah. Nó giật là nó giật, cái giật cho bằng nó giật. Giật dữ lắm. Dạ. Mà không phải giật hoài, ngầu nhật giật ngầu không. Yeah. Vậy đó, còn cái chân này. Cái chân đó bị sao bà? Thì cái tay với cái chân gì đâu có kịch giận, mà chặt cái này nó cũng không biết. Dạ, yeah, dạ. Ờ, có cái chân này thôi à, có cái tay cái, trái này, còn yeah. Cái này là cái này nè. Dạ. Yeah. Cái tay nè. Bà lấy mấy cái ngón đó gà có gà cái tay không? Bà lấy ngón tay đó có gà không? Có hầu nắm cứ ngắt vậy nè, lấy không ra. Dạ yeah, bà. Ừ, lấy vậy đó, nắm yeah. Vậy đó. Rồi bà lôi cũng không có gà. Không đâu. Ra luôn. Ừ, cái chân nó giờ vẽ tới bị lui cũng không được, cứ vậy nè, trừ vậy. Nghe trừ vậy. Trừ vậy nhưng thôi. Mà bà lấy cái tay bà đỡ cái chân lên là nó có co lên không? Không. Không được, cứng ngắc. Cứng lắm hả bà? Còn cái chân này thì được, mà cái chân này cứng ngắc. Vậy hả dạ. Thì mỗi ngày tắm rửa quần áo gì là tự người mẹ hiền chăm sóc hết, thay đồ cho con luôn. Với ai? Dạ. Rồi con bà có khi giật á, có la làng la sớm gì lên lắm không? Nó quen rồi. Nay là 12 năm rồi mà. Dạ. Nay nó là 12 năm rồi. Dạ. Nó quen rồi, giờ hả nó giật chừng nào cũng hết chứ đâu có la làng. Giống như có thèm món gì ăn rồi con kêu mẹ nấu cái món đó cho ăn. Có. Thí dụ yeah. Ăn cái đó ớn mà mẹ mua hủ tiếu. Yeah. Nó giờ nó không có ăn cơm. Yeah. Sáng mua cho nó hủ tiếu hay là cháo lòng hay gì đó, cho nó miếng vậy nó ăn vậy đó, còn chiều thì chế cháo gói. Yeah. Hay là một bánh canh. Nếu còn không phát không ăn hộp cơm nữa. Nay một năm nay là không ăn cơm. Dạ yeah, không ăn cơm. Không ăn hộp cơm nữa hết đâu. Yeah. Cơm là không ăn. Ngán cơm hay là không muốn ăn cơm bà? Nó không muốn ăn. Dạ. Ngán, không muốn ăn chứ. Không muốn ăn cơm bà. Ăn rồi vậy. Mỗi buổi tối rồi con bà chải cái miếng cao su nằm ở dưới đây thôi đó, nó có lạnh lưng bà lắm không? Đừng chải chải miếng cao su rồi đấy, cái chiếu lên đâu có lạnh. Bà để chiếu lên đấy. Để chiếu luôn. Dạ. Vừa nấu cơm làm đồ ăn gì bà cũng bắt cái bếp ga đó thôi hả? Có nào cơm điện cũng ráng đây. Dạ. Đó. Có miếng cơm vậy, có mình ăn nó đâu có ăn đâu. Dạ. Rồi còn bếp ga đó thì làm đồ ăn. Dạ, làm đồ ăn là gì bà nha. Dạ, rồi con bà ở nhà chị có nói chuyện với người mẹ nhiều không? Có nói chuyện nhiều lắm không? Có hầu nói muốn hầu không gặp, có hầu hỏi nó muốn không nói. Dạ, không nói gì bà. Ừ. Có hầu vậy, không có hầu muốn nói. Dạ, nhiều lúc bà có chạnh lòng, có rơi nước mắt không bà? Thương nhất, thương con nhất. Thương con, dạ. Nhiều lúc suy nghĩ sao thương con quá không bà, chạnh lòng quá, chạnh lòng rồi thương con hiền đó bà, thương con hiền đổ lệ can trường. Rồi tối bà có uống thuốc gì không? À, đau cái hầu đau lưng, uống thuốc đau lưng. Yeah. Còn đau bao tử, mắc ói thì uống thuốc đau bao tử. Bà cũng bị đau bao tử nữa hả? À, bao tử.
Dạ, đau bao tử nó làm cho bà đau nhiều lắm không? Nồi xoay hai lần. Dạ, nồi xoay là người ta đút cái ống vô trong hay gì bà? Đút cái ống rồi tới này nè. Đút rồi lúc đó bà có ăn sáng ăn gì không hay là không có ăn gì? Không, không cho ăn gì hết. Dạ, rồi coi rồi bác sĩ nói cái gì trong đó không bà? Nói viêm đừng viêm bao tử lép dạ dày. Dạ, rồi có đưa thuốc về cho bà uống không? Có đưa thuốc về uống hết đó, mình mua uống không? Rồi bác sĩ có dặn bà khi nào đến tái khám không bà? Có chứ, có tái khám. Dạ, rồi bà có mà đi không hết em ơi. Dạ, không hết hả? Không. Rồi bà cũng có không có đi xuống dưới nữa hả? Có chứ, cũng đi hoài. Dạ, đi lấy thuốc khe. Mà uống không có hết, bao tử là không có hết. Dạ. Thì bà hay rồi con bà nằm ở đây có khi nào trường hợp là cũng phải đưa đến bệnh viện gì không bà? Thì đi viện mới về đó. Vậy hả? Dạ, bị sao mà đi bệnh viện cho nhức cái đầu không à? Bị giờ bỏ cái đầu làm nhức nhức quá rồi uống thuốc đầy cũng hết đưa đi với mấy bữa về. Vậy hả? Dạ, lúc mà lấy cái não ra rồi có bác sĩ có kêu gắn cái não vô lại không bà? Không, hồi đó nằm cái đó nằm tháng một hai ngày rồi về rồi nó tự mình có tiền mình gắn không có là thôi. Dạ, rồi mình không có tiền lấy gì gắn. Dạ bà bỏ luôn hả bà? Bỏ luôn có gắn hả? Bỏ luôn chứ đâu có tiền đâu gắn. Dạ, cũng nó gắn kêu... cái đó 50-70 triệu 100 triệu gì đó. Dạ. Làm sao có tiền? Bác sĩ cũng kêu là gắn cái não vô mà bà không có tiền bởi vì bà bỏ cái não đó luôn hả? À, bỏ luôn. Dạ, bỏ dưới bệnh viện hả bà? À, bỏ dưới chỗ gì á, đi gỡ dưới đâu thành phố luôn. Vậy hả? Dạ, gỡ đó. Hồi đó bệnh viện nó kêu mình đi bỏ đó, đi gỡ. Dạ, đi gỡ đó ha, bởi vì khổ quá đâu có gắn vô được cho bà. Có tiền đâu gắn, trời ơi, nằm bệnh viện không còn người chết, tiền đâu có người gắn. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, cảm tạ món quà tình thương của chị Phương Anh Chiết ở nơi xa rất là nhiều. Cầu chúc cho gia đình của chị Phương Anh Chiết thân nhiều bình an, nhiều sức khỏe. Bà ơi, nếu mà có món quà tiếp theo nữa người ta có cho bà thì con quay trở lại với bà nha. Con quay với hoàn cảnh của bà để con trao tặng món quà tình thương. Rồi, bà chào với con đi. Bye bye bà. Thank you.